Vâng, và kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh thân mến, với mong muốn xây dựng một sân chơi trí tuệ lành mạnh dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời tạo điều kiện để các em có cơ hội được học hỏi, giao lưu và kết bạn, Đại học Duy Tân kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, báo Tuổi Trẻ cùng tổ chức cuộc thi Gen Z Sứ Quảng. Cuộc thi Gen Z Sứ Quảng cũng hân hạnh nhận được sự đồng hành tài trợ của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ tiên học Phi Long. Một tràng pháo tay thật lớn để cùng bắt đầu vòng thi đấu bảng C của Gen Z Sứ Quảng. Đầu tiên chúng ta cùng đến với thể lệ của phần thứ nhất, phần thi giới thiệu về trường, đơn vị. Phần 1, giới thiệu tối đa 10 điểm, thời gian thi từ 3 đến 5 phút, số lượng tham gia tối đa 10 học sinh, học viên, nội dung giới thiệu về trường, trung tâm. Vâng, và một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng đến với phần thi đầu tiên của trường trung học phổ thông Tôn Thất Tùng. 15 à? Hôm ơi à? Đang là 25 ta? Đang đi hay? Đang là 33 hay? Không biết nữa. Nôm ơi. À, cái gì nữa? Biết rồi. Vừa kiểm tra toán vừa rồi mới mái điểm. Cái bữa nó không khó quá mày. Tao được có hư điểm à. Mô Phật. Dũa ghê hè. Nhưng mà khoan, tao hờ mày có xí, hờ em rưỡi. Ê, mà tao không biết nghe. Cái thằng khon chứ nó nợ. Hạt dũa thì hạt dũa mà không biết mái điểm. Mà chảnh chạy quá mày nợ. Không thích xí mổ trần á. Gì đó bài hệ. Trời đất ơi, bị nuối chị nữa. Có nuối chi mô, mà bữa kiểm cho toán vừa rồi đó, mái điểm. Mái điểm mày? Thôi thì cái chi mà hắn khó quá, thôi mình bỏ qua đi. Được không? Đó. Đùa quá, cái chi mà đó. Mình khó quá thì mình bỏ qua đi. À rồi rồi. Mà không, ta mới có nghe cái chuyện này nè, bây giờ. Ta mới nghe cái chuyện này nè, là chuẩn bị sắp tới á, là Đà Nẵng mình họ tổ chức cái cuộc thi cái chi mà viết giấy cái chi sứ quán á. Viết chi mày? Mày nói tầm bại mấy? Không được nói tầm bại nghe chưa? Đâu, ráng. Cái nớ là cuộc thi gan giấy sứ quản nghe chưa? Chú cho, trời đất ơi. Mà ráng, tao hủa nè, rứa rồi đó, mày biết cái cuộc thi nó rồi. Vô nó, rứa rồi okay. Mày chuẩn bị cái chi chưa? Trời đất ơi, tao nói mày nghe. Toa là tao nghe là thi cái này là thi về lịch sử gian quá Đà Nẵng Quảng Nôm. Ồ, Phật hề. Thì... Rứa đó hả? Ừ, mà nói chung á là mình ông đó thôi chứ tròn doan đều hứa ra ưa mà biết cho hết mới nữa. Ta nói lịch sử là hắn giờ là đó. Từ ngọn đời luôn. Không, mà cái phần đó đĩa cho bọn tổ chức họ lo. Cái phần này mình lo được nè. Phần chi? Trời đất ơi, ta nghe nói là hắn có cái phần thi giới thiệu. Chú. Mà ta không biết là trường mình lộn chi đó mày ơi. Mấy đứa trường mình ta không biết nó lộn giống ông chị để thi qua cái cuộc thi nữa trơn á. Mà rồi cái đào ác logic của mày nó, mày nghĩ hắn lộn cái chi? Chú cha, từ nghe để ta nghĩ thử qua nè. Lộn chi được mấy? Thằng nó hạt dũa chứ tao không biết lộn được cái chi đó. Để cuốn lộn chi ha. Toa là tao nghĩ đâu, chắc là trường mình mà giới trẻ đó là hắn sẽ rốt. Chú cha, lái hư cái mảnh ghép rốt vô đó hả? Cái chi đó mày? Chú cha, trời đất ơi, rốt là cái chi mà trên mấy năm mà trên mọn ta ha qua cái chi mà rốt diệt á, cái chi mà người miền núi chắc với lẹ là đi gì hô đó. À, rồi hô hô, lẹ là đi gì hô. Trời đất ơi. Rồi biết rồi. Đó, cái lẹ là đi gì hô, cái chi mà ré ré, cái chi ré đơ, cái chi đó. Ừ, đó. Ừ, đó, 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 ừ, đó. Đâu đen nữa. Mà ta nghĩ là chắc lộn nữa đó. Thôi mày nè, lộn nó không có vô phồn tí mỗi trần á. Trời, không vô hả mấy? Ráng vô được, ta nói là lịch sử là hòa cổ là hòa niệm. Đúng rồi. Mà rốt rốt là không được, là không ăn. Là ta nói là cái đào mi phải lô rít thêm cho ta nữa. Là mi suy nghĩ giùm ta đi là nên lồn cái chi. Chù cho mi thách thức danh hờ dữ ấy. Chù cho. Trời ơi. Không, rồi để ta nghĩ thử coi ta cua ta lồn cái chi này nghe. Thách thức lồn tới cỡ môi cho tôi á. Không, trừ mà mình nói cái chi mà về đòi nén con nô mình á. Là chắc là không, à có rồi. Mấy nà là ăn đơn hót cái vụ cái chi mà rốp rốp tê tê cái chi đó mỹ. À, phri tê á. À, rốt phri tê á, trời đất ơi. Thì tao nói mày nghe, bây giờ là rốt phri tê là có người miền núi chắc đúng không? Đúng rồi. Thì trừ tao nói mày nghe, bây giờ mình là Đà Nẵng Quảng Nôm mà. À. Thì mình phải chơi cái chi? Mình chơi bừa chùa mà bừa chùa phri tê. Trời ơi. Đúng không? Đúng không? Bà con đúng không? Đó. Nè, mà không, phri tê là rằng người bóng ba chắc. Đó, người quảng đòa chắc à, quảng đòa chắc là quảng nôm Đà Nẵng đó he. Đúng rồi, à, rồi. Nhưng mà khoan, trừ là mày nói là ta biết cái ý tưởng mày rồi. Ừ. Cái idea của mày là ta biết.
Thấy vô rồi đó. À, thấy vô. Nhưng mà nè, mày nhẩm cho ta thử cái lời, ta két, ta test thử cái độ thông minh của mày nè. Trời trời ơi, nói cái gì? Cái nó một bụng. Thù. Một bụng ta nói mày nghe, từ từ chờ xíu ta nhẩm cái lời, ta freestyle cho mày nghe nè. Thử đi. Từ ta nhẩm đi. Không biết hó hò ra hay. Trời trời khó dữ bạn. Hạt thì kinh lắm. À mà khoan 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 từ từ, mình hỏi là bây giờ bị chùa là mình hót cái gì chứ? Thì cái chi mà ông cô bớt lén lẹn mà nghe tôi hô cái con bờ à. Thì ta biết rồi mà cái nội dung là cái chi? Thì cho quen giới thiệu về cái văn hóa đồ nẻn Quảng Nôm này là một trường tôn thất tùng mình đó nữa. Ừ, quen hè ta nói trường mình. Ê khoan, hót bờ chùa phan. Ừ. Đúng chưa? Rồi. Chắc chán chưa? Chắc chán. Vô tới đợi đợi tôi xíu nghe chưa? Đúng cho nghe. Chắc dạ thế lắm, dạ thế lắm. Trời ơi, hắn lộn chị đứng mắt mắt cái chuyện mua mua cái chị đó. U cho trời ơi. Trời ơi. Quên cây xăng lo luôn bà con hỉ. Trời đất ơi. Thôi ta nói mày nghe nè. Đen. Gia đình nhỏ to là ba đời hót bờ chùa. Mày thấy ghê chưa? Mà tới cái đời ta lẫn khòn cho cái tiếng rồi. Tiếng này ơi, buồn đứa. Nó không có nổi. Uổng nghề thì. Bỏ nghề uổng nghề quá mày nợ mày. Thôi trừ mày tung là ta hứng. Đời đưa mình đãi. Đời đưa đãi, mày đãi là ta đưa. Đúng đó, rồi. Vô. Đây đây. Trời, trừ mày lồm cho ta với thằng nôm đi đứng cua mày diễn nè. Rồi. Vô nghe chưa, nhẩm lời nghe chưa? Chờ xíu ta nhẩm cho mi cua. Để cua nghe, để cua lộn chi nghe. Rồi. Rào 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 rào. Rào nó là nó trường mình đúng không? Ba có rào. Đài ta diễn cho mấy cô à. Vô. Rồi. Vô hãy. Chứ bà con cô bác lăng lăng mà nghe. Lăng lăng mà nghe là tôi hô bài tròi. Trường nào đang hô đây? Trường nào đang chứ hô bên đây? Kia hữu ngàn sông Hàn. Có dùng rông lớn sân trà nước danh. Núi non trùng điệp trời xanh. Các vàng biển bạc trắng thanh là trắng thanh tứ bề. Chứ có trường tên bậc y sư, vì dân công hiến chẳng màng lợi danh. Trường tôi dẫu mới xuân xanh, dẫu gì cũng mới xuân xanh, vẫn mong được giúp cha anh trao truyền. Chứ rằng nay dự hội thi đây, hãy cùng ôn lại chuyện xưa Quảng Đà. Ô bạn mình ơi, ô bạn mình ơi, là trường tôn thất tùng, là trường tôn thất tùng. Đề khoan. Rèn. Nè, mà mày thấy ẩu không? Ẩu không? Ẩu không? Mi là mi hát hai rồi đó. Chứ rèn. Mà cái ý nghĩa là cái chi? Trời. Không biết chứ chân nè. Tao hót rõ rứa mà rèn rứa mi. Chị ta hủa mày nè, trường mình lãng nam trên quận chi? Sơn trò á. Đó, mà sơn trò mình có chi mi? Núi. Có biển, có núi chi nữa mi? Có núi rồi có chi nữa? Có nguyên cái sông Hòn. Trời, chi nữa, còn nữa mày kể thiếu nhiều lắm. Thôi mày giỡn thích đi. Mày giỡn thích trời đi. Ơi, tao nói mày nghe nè, sơn trò mình lãng được thiên nhiên ưu đẻ, có núi, có biển, có sông, đúng không? Thì bởi đó là bên kia mà hữu ngọn sông Hòn á, là có vùng rộng lớn sân trà nước danh. À, trời. Núi non á, là trùng điệp trời xanh, mà có giòn biển bọt là trang thanh tứ bề. Hay quá, hay quá. À, mà ta nói mày nghe, chờ ta nói tiếp nè. Đây, trừ trường mình là tên là bác sĩ gì? Tôn Thất Tùng. Đó, thì bác sĩ Tôn Thất Tùng là rang, là cả đời cống hiến cho nhân lụa, cho con người của nước mình, rồi cho nhân lụa nữa chứ. Thì bởi đó là không có mòn lợi danh, trường tôi tên bậc y sư đó. Thì bởi đó, mà bây giờ tao nói mày nghe nè, cái chuyện đó là vừa mình vừa giới thiệu được quận mình nói trường mình, rồi bây giờ mình mới vô cái chuyện chính nè. Chị ta hỏi mi trường mình sắp tới là bao nhiêu nam mi? Hơi chục nam rồi. Hơi chục nam đúng không? Thì tao hỏi mi thử đời người mà hơi chục nam có phải mới xuân xanh không? Mới xuân xanh. Đó, mới xuân xanh. Thì trường tôi mà dạo mới xuân xanh đó. Nhưng mà nè, chờ mình tới với cái hậu thi ni á, thì trường nhỏ cũng như trường lớn cũng phải có cái trọng trách là bổ vệ cái gian quá cha ông, đúng không? Thì bởi rứa, cho nên là mình phải viết là mình hối bờ chùa là một. Thì trường tôi dạo mới xuân xanh cũng mong được giúp cho anh trâu truyền. Mà truyền là truyền cái chi? Truyền cái gian quá chứ cái chi nữa. Ồ, chù hài. Đúng hài quá mọi người ơi. Rồi chờ mình tới cái hậu thi ni á, là trước là mình hạt hủa, mà sao là mình ôn cái chuyện xưa của ông cho mình, ngồi lễ với nhau để ôn cái chuyện xưa Quảng Đà, đúng không mấy? Anh nuôi hài quá mày ơi. Đó. Tao uống cái đào lô rít khỉ. Đó, em mà khoan, tao hỏi nè. Rứa rồi đó, biết là mình phải giữ gìn văn hóa rồi đó. Ừ. Nhưng mà trừ lồn rang đấy mấy. Lồn rang mấy? Trừ lồn rang đấy các bạn ơi.
gồm gan để mà giữ mãi cái văn hóa phi vật thể hóc bờ tròa này nè. Thêm một phần nữa là đưa danh giới của mình á gần hơn với cái bờ tròa này để các bạn có thể hiểu hơn về cái những cái văn hóa xưa. Chính xác, đúng rồi. Thêm nữa đó, không chỉ trang nước ngoài nước, quốc tế nữa mày. Đúng rồi, mình nam phải nói là mình nói tới Nam Châu. Đúng rồi. Đó. Cho nên á, tới cái hội thi danh giới xứ Quảng này nè là tụi mình cầm tay nhau nè, tới tựa đai nè, Duy Tân đồ nè, đó. Là để chúc cho các bạn thi á, rằng thi cỡ mô cũng được hết, không được giữa này thì được giữa khác, nói chung là chiến thắng chính mình, đó, được chưa? Thêm là cái con giống phổ ngồi ở dưới là dầu dồ sức khỏe. Chính đúng xác, cái này là mi phải nói đúng đầu. Cho nên là mình cùng giữ gì thi, giữ gì nghe, ok không? Ok không mọi người? Và phần giới thiệu về trường Trung học Phổ thông Tôn Thất Tùng của chúng em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự lắng nghe chăm chú của các vị ban giám khảo và tất cả các bạn học sinh ạ. Và xin được cảm ơn phần dự thi vô cùng ấn tượng đến từ các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Tôn Thất Tùng. Và một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng đến với phần dự thi giới thiệu của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1. Một tràng vỗ tay ạ. Ông ơi, đi lại lên ông ơi. Từ từ, bà hiểu không? Cái gì nó cũng phải từ từ thôi. Ôi, ủa? Tôi không thấy tên con nó, hình như nó rớt rồi ông ơi. Cái gì vậy? Bà đừng có nói xui. Bà tìm lại coi. Nhưng mà tôi không thấy tên nó thiệt, hình như nó rớt thiệt rồi. Mitsuso. Oh my god, bà ơi. Bà đừng có buồn bà ơi, bà đừng có buồn mà. Tôi về tôi xử nó. Ê, chờ tôi. Đi lẹ lên coi. Cái tên của mày đâu? Vô đi bạn. Chạy được. Ê, làm gì cái tên của mày đâu? Coi rồi để khắc coi chứ. Không được đâu Yên, rớt phân cho Trinh mẹ tôi đánh tao chết. Không được đâu. Không có chuyện này, có chuyện khác, có gì đâu. Mày nói vậy sao nghe được Yên? Chúng ta biết dục thường xuyên cũng được mà. Rằng tên tôi phải không có trong danh sách luôn. Rứa tao mày đó rồi à? Phải. Giờ thế anh đi học thường xuyên mi rắn. Ô trời, có vô học thường xuyên thôi chứ đi mua nữa. Đi chơi không? Đi. Đi. Đó thì hai em gái kìa. Ừ, hai em gái. Ừ. Sao buồn vậy? Đi chơi với anh không? Rớt rồi, tội đó. Đi chơi với anh không? Chơi đi. Buồn đi đi. Mình đi đâu vậy? Anh cho vui nè. Đi. Lịch xe mấy em. Đi chưa? Nhặt quay xe. À. Lấy mấy đâu? À. Ủa mình đi đâu vậy Uyên? Còn Trần đâu ra đây mày bảo? Dạ, dạ, con đây mẹ, dạ. Mày biết điểm của mày chưa? Dạ. Đứng im, tao hỏi là mày biết điểm của mày chưa? Dạ, ui, em ơi, bình tĩnh em ơi, có gì từ từ nói em ơi. Anh coi con anh đi. Trời ơi, thôi được, có gì mình dạy con bằng từ từ em, đừng bạo lực. Giờ điểm của mày á, chỉ có thể vào giáo dục thường xuyên thôi. Trời ơi, giáo dục thường xuyên nó cũng tốt mà em. Tốt cái gì? Trời ơi. Thôi, đừng có khóc nữa. Ba ơi, con xin lỗi. Lỗi phải gì mẹ ơi, trường nào cũng như trường nào thôi. Thôi, đi vô. Rồi. Alo, alo. Đừng gọi tôi với những thứ không hay, vì tôi không như bao nhiêu điều bạn thấy. Cuộc đời ta vốn chẳng giống nhau đâu. Ai cũng mơ mộng, tôi cũng mơ mộng nhiều. So you, từng bước trong những cơn mưa không nhìn thấy lối. Ngày mai nắng không khô đi giọt nước mắt, tôi sẽ luôn đi tìm khao khát riêng cho mình. Vậy mình là ai trong bao nhiêu đêm hạt cát kia giữa sa mạc? Rồi một ngày ta tan biến. Let's go. Nào vào đời mà kiếm cơm. Mong là lo được cho việc học.
và cũng mong để lại cho đời chút tiếng thơm như những cái chim nhỏ tập bay trong gian ngăn. Dù có khi hoang dại nhưng mà không hoang mang, chúng ta giáo dục thường xuyên là con đừng vững chắc, vì hành trình học tập là cuộc đời sang trang. Yeah, đi trên chính đôi chân, lao động bằng chính đôi tay, biết nhau và kịp khi đầu đã ấm cờ này rất hăng say. Lấy vòng thân lý nhịp, biết là các dụng cụ sắp vở là đứng thuốc không hề có tác dụng phụ, không hề nao núng và cũng không hề chần chừ. Cuộc đời gọi ta, ta sẽ làm người phục vụ. Đi dưới trời mênh mông, từ trong lòng thích bích quá, ta muốn làm người bình thường cho cái đời trên chiếc lá. Ta không ngại khó khăn vất vả, vấp ngã là lần đau, ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, như vậy khiến ta lấn mâu. Yeah. Thứ ba thôi mẹ, con mới đi học về. Dạ hôm nay học vui lắm mà mẹ. Ở trường có rất là nhiều bạn bè, thầy cô thân thiện với dễ thương với học sinh nữa. Ở trung tâm á, con còn thấy có rất là nhiều bằng khen từ các cuộc thi khác nhau. Bọn con còn được tham gia các hoạt động do hội đồng tổ chức như là cắm trại, đá banh, cờ vua, nói chung là nhiều lắm mà mẹ. Với giờ thường xuyên mà cũng tốt quá ha. Trời dạ. Ơi tôi nói bà rồi, tôi kiếm được mấy trăm tỷ cũng từ đó đó. Ủa ai vậy con? Dạ bạn của con, ba mẹ đợi con một xíu. Vô đi mấy đứa đi. Hello mấy đứa nha. Chào mấy đứa. Trần ơi, bọn mình chuẩn bị đi thi gây giấy sứ quản này, đi chung đi. Đi chung không? À, các cậu để tớ hỏi ý kiến ba mẹ đã. Ba mẹ ơi, con có thể tham gia cuộc thi gây giấy sứ quản cùng với các bạn được không ạ? Ừ. Ba mẹ đồng ý, con đi đi. Dạ, cảm ơn ba mẹ. Ừ, đi, đi, đi 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 đi. Chúng tôi chọn trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 để trở thành số 1. Và tiếp ngay sau đây chúng ta cùng đến với trường trung học phổ thông Hetman Minor và xem các bạn sẽ thể hiện được gì đây. Các bạn cổ động viên của trường Hetman Minor đâu ạ? Đến ngũ hành sơn nhớ ghé thăm trường của em nhé. Cánh xanh xanh giống như trong tranh của tình ngày thơ bé. Chúng em vui cả với bao đam mê đang cần được chăm canh. Không có chỉ lo, hết men girl manner cùng đồng hành. Nào tay cầm tay, thầy cô giỏi dạy bao điều hay ghê. Nhận bao bằng khen, thầy cô bảo đi dạy về đam mê. Cho em kiến thức vuông hàn, dạy em lối sống đàng hoàng. Yêu bao đứa trẻ trong làng dân tràn. Yêu thương nhau giữa con người, gieo trong tâm những tiếng cười. Bao đam mê khác khi gì rồi. Ngày mai vẫn xa em nhớ mãi không quên. Đến ngũ hành sơn nhớ ghé thăm trường của em nhé. Có cây xanh xanh giống như trong tranh của tình ngày thơ bé. Chúng em vui cả với bao đam mê đang cần được chăm canh. Không có chỉ lo, hết men girl manner cùng đồng hành. Học sinh cấp 1 hay 3, không có khoảng cách chi xa. Bởi vì chúng ta người một nhà, năm nào cũng luôn cố gắng để trở thành những học sinh ngoan. Thì học sinh giỏi thì robot con khoa học kỹ thuật để vinh quang. Ta mang về những cảm xúc huy hoàng, những cảm xúc dân tràn khi có bạn bè cùng nhau sắp vai bên ánh nắng mai dưới bóng cây bàng. Ta mơ màng trong vai trường như vườn cổ tích, như đi bộ anh bộ tật hay cùng nhau chấp cánh ước mơ. Hết men gần nơi nơ, em mơ ngại chi em còn mong được gì. Chỉ cần em bơm hư bên đây sẽ chia, vinh quang ngày mai bao gian khó có là gì. Chỉ cần hôm nay cố gắng hơn. Nếu có dịp đến với Ngũ Hành Sơn thì mong mọi người sẽ ghé thăm trường phổ thông Hetman Minor của chúng em. Và xin kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh sức khỏe. Chúc hội thi của chúng ta thành công tốt đẹp. Ngày hôm nay ba đội thi, theo ban tổ chức cảm thấy là ba đội các bạn đều có những nét đặc biệt của riêng mình. Các bạn đều rất là hóm hỉnh, đều rất là duyên dáng và đặc biệt là đúng chất của Gen Z. Và chúng ta vừa kết thúc phần thứ nhất, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ hai, phần thi trắc nghiệm. Phần 2, thi trắc nghiệm trả lời nhanh, tối đa 30 điểm. Trong phần thi này sẽ có 10 câu hỏi trắc nghiệm dành cho các đội cùng chọn phương án đúng. Trong đó có 2 câu hỏi bằng tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được 3 điểm. Các đội thi sẽ có 15 giây để chọn phương án trả lời. Số lượng tham gia 3 học sinh, học viên.
nội dung, kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, truyền thống của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng xưa và thành phố Đà Nẵng nay. Các đội thi đã sẵn sàng. Cổ động viên ơi, một tràng pháo tay thật lớn để cho các bạn của chúng ta bắt đầu phần thi ạ. Vâng, và xin mời các đội thi đến với câu hỏi đầu tiên. Và câu hỏi đầu tiên của các bạn sẽ có nội dung như sau. Chợ Lâu Đen nằm ở địa phương nào? A. Huyện Hòa Vang. B. Quận Hải Châu. C. Quận Thanh Khê. Và D. Hội An, Quảng Nam. 15 giây dành cho các bạn bắt đầu. Ban tổ chức đã nhận được câu trả lời của các bạn và thời gian chuẩn bị kết thúc. Vâng, và chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời từ trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng với đáp án là D. Trung tâm giáo dục thường xuyên cũng đáp án D. Và đáp án B là sự lựa chọn của Trung học phổ thông Headband Jaminer. Và đáp án đúng của câu hỏi này là C. Quận Thanh Khê là đáp án của câu hỏi này. Rất tiếc, ở câu hỏi đầu tiên cả ba đội chúng ta chưa ghi được điểm. Và hãy cùng đến với câu hỏi số 2. Dòng sông nào dưới đây là hội lưu với dòng sông Cầu Đỏ? A. A Vương. B. Bung. C. Trường Giang. Và D. Sông Vu Gia. 15 giây dành cho các bạn. Ba, hai, một, hết giờ. Vâng, và chúng tôi nhận được đáp án trả lời từ Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng với đáp án D. Trung tâm giáo dục thường xuyên đáp án B. Và trường Trung học Headman Jaminer các bạn không ghi nhận đáp án. Rất tiếc. Và đáp án ở câu hỏi số 2 là D. Xin chúc mừng trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng, các bạn đã ghi được 3 điểm đầu tiên. Vâng, và hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Năm 1928, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng ở Đà Nẵng quyết định in cuốn Trường Cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc tại đâu? A. Sống chiến đấu. B. Hiệu sách Biệt quản. C. Rạp hát Hòa Bình. D. Hỏa xa Đà Nẵng. 15 giây dành cho các đội thi. Cả ba đội đều lựa chọn đáp án B, hiệu sách Việt quản. Liệu đây có phải là đáp án đúng hay không? Xin mời ban cố vấn ạ. Thì đến năm 1928 ấy, thì các em biết rằng là có một cái nhóm thanh niên, tức là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Quảng Nam Đà Nẵng đấy, đã là được thành lập ở tại cái số nhà 52-54 đường Trần Bình Trọng hiện nay, bây giờ có cái di tích đấy. Và trong năm 27 là thành lập, thì năm 28 ấy, thì là cái nhóm thanh niên này, mà trong đó đặc biệt là có đồng chí Đỗ Quang. Đồng chí Đỗ Quang á, đã đi dự cái lớp mà tập huấn mà của là lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tổ chức tại Hồng Kông. Và trong 63 tỉnh thành ở trong cả nước thì chỉ có đồng chí Đỗ Quang á, đem về được ở tại Đà Nẵng một cái tập sách, đó là cái tập tài liệu do là Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, đó là tác phẩm Đường Cách mệnh. Thì các cụ bây giờ ông sáng tạo lắm mà ông cũng đi về, ông tổ chức cái trường cử tùng ở tại cái số nhà 52-54 của Trần Bình Trạm đấy, và đem đến ở tại cái giếng bọng, tức là cái xóm nhà bà Phan Thạnh, bây giờ là cái nhà trẻ Anh Hồng ấy, nhà trẻ gì ở chỗ cái đường Trưng Nữ Vương đấy, có cái di tích giếng bọng. Thì các cụ đã tổ chức in bằng cái hình thức in thạch, in đông xương đấy, in 100 bản tác phẩm Đường Cách mệnh. Đây là một cái sự kiện lịch sử mà chỉ có đặc sắc ở Đà Nẵng mới có mà thôi. Đấy, cho nên các em nên tự hào về đó.
cho nên cũng rất tiếc là các em trả lời sai. Vâng, xin được cảm ơn ban cố vấn. Rất tiếc là ở câu hỏi này cả ba đội chúng ta chưa trả lời đúng, nhưng mà chúng ta vừa có thêm một thông tin rất là hữu ích, được không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ tư. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Ai là tác giả của tác phẩm Ngục Con Tum để tố cáo chế độ lao tù của thực dân Pháp tại Đông Dương? A. Phan Thành, B. Lê Văn Hiến, C. Nguyễn Sơn Trà và D. Trần Ngọc Giới. 15 giây cho phần trả lời của các bạn. Hết giờ. Ở câu hỏi này ba đội đều đưa ra đáp án ở những giây cuối cùng, và chúng ta thấy có một sự khác biệt trong đáp án của các đội. Liệu có đáp án nào đúng hay không? Xin mời. B. Một lần nữa tôi tiếp tục, các bạn ghi thêm được 3 điểm. Và ngay bây giờ hai đội còn lại chúng ta hãy cố gắng để trả lời thật tốt ở những câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi số 5. Which bridge were originally called the Tallulah the Tarsini Bridge, named after General Doctor the Tarsini? A. Nguyễn Văn Trỗi Bridge, B. Red Bridge, C. Trần Thị Lý Bridge, or D. Cầu Lâu Bridge? Vâng, và chúng tôi đã nhận được tín hiệu câu trả lời đến từ các đội thi. Từ Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng, đáp án A. Với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, các bạn chọn đáp án cũng là A. Và Trường Trung học phổ thông Hepburn Minor với đáp án là D. Và xin mời ban tổ chức hỗ trợ sẽ dịch rõ câu hỏi này cho các bạn. Tôi xin dịch phần câu hỏi bằng tiếng Anh như sau. Cầu De Lac, tên gọi của tướng De Lacre de Tassini là tên gọi cũ của cây cầu nào sau đây? A. Cầu Nguyễn Văn Trỗi, B. Cầu Đỏ, C. Cầu Trần Thị Lý, D. Cầu Cầu Lâu. Và đáp án ở câu hỏi này là C. Rất tiếc cho các đội thi. Đó là cầu Trần Thị Lý, thưa quý vị. Xin mời các bạn sẽ đến với câu hỏi số 6 của phần thi này. Tháp Khương Mỹ là tháp cổ thuộc địa phương nào hiện nay? A. Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, B. Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, C. Huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng và D. Huyện quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 15 giây dành cho các đội thi. Các đội đã đưa ra đáp án rất là nhanh ạ. Tuy nhiên hiện tại theo ban tổ chức thấy thì vẫn có sự khác biệt trong đáp án của các đội. Và ở đây chúng ta thấy trường Hepburn Minor vừa thay đổi đáp án của mình. Liệu A, B hay C là đáp án đúng? Wow, và ở lần này chúc mừng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, các bạn được cộng 3 điểm. Và chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ 7. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp lần thứ 2 của nhân dân Đà Nẵng thực sự bùng nổ vào thời gian nào? A. Ngày 20 tháng 12 năm 1995, 145. B. Ngày 22 tháng 12 năm 1946. C. Ngày 20 tháng 12 năm 1946. Và D. Ngày 22 tháng 12 năm 1945. 15 giây dành cho các đội thi. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng đã ghi nhận được các đáp án từ các đội thi. Và liệu rằng C hay là B mới là đáp án đúng của chương trình? Xin mời. Wow, xin được chúc mừng Tôn Tất Tường và Hepburn Minor. Rất tiếc cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, các bạn ở câu hỏi này không được ghi nhận điểm. Và hãy cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 8 của phần thi. Di tích nào được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 7 năm 1826, tọa lạc trên đèo Hải Vân? A. Đồn Chơ Sản, B. Hải Vân Quan, C. Đồn Nhất và D. Đồn Nhì. 15 giây dành cho các bạn. Ba, hai, một, hết giờ.
Và một lần nữa ở câu hỏi này, ba đội đều đồng lòng lựa chọn đáp án B. B có phải là đáp án đúng của câu hỏi này hay không? Xin mời ban tổ chức. B! Chúng ta vẫn còn hai câu hỏi nữa, liệu có cú lội ngược dòng nào hay không? Xin mời câu hỏi thứ 9. Câu hỏi số 9. Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập huyện Hoàng Sa thuộc tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng vào thời gian nào? A. Ngày 9 tháng 12 năm 1976. B. Ngày 9 tháng 12 năm 1982. C. Ngày 9 tháng 12 năm 1985. Và D. Ngày 9 tháng 12 năm 1990. 15 giây dành cho các đội thi. 3, 2, 1. Và ở câu hỏi thứ 9, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 và Tôn Thất Tùng cùng chọn đáp án C. Happy Reminder, các bạn chọn đáp án B. Và đáp án ở câu hỏi thứ 9 là B. Xin được chúc mừng trường trung học phổ thông Happy Reminder. Chỉ còn một câu hỏi nữa thôi thưa quý vị và các bạn. Một câu hỏi cuối cùng. Các bạn hãy thật bình tĩnh nha. Hãy cùng đến với câu hỏi số 10. When is the one time the Goddess of Mercy Festival at Marble Mountain held? A. The 15th of the 4th month of the lunar calendar. B. The 15th of the 7th month of the lunar calendar. C. The 19th of the 3rd month of the lunar calendar. And D. The 19th of the 2nd month of the lunar calendar. 15 giây dành cho các bạn. Happy Miner, các bạn đã có đáp án đầu tiên. Tiếp nối là Tôn Thất Tùng, chúng tôi đã ghi nhận đáp án của các bạn. Và cuối cùng, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 cũng đã có đáp án. Hết giờ. Vâng, và ban tổ chức chúng tôi cũng đã ghi nhận được hai đáp án khác nhau. Và liệu rằng B hay là C mới là đáp án đúng của câu trả lời này? Xin mời ban tổ chức hỗ trợ. Phần dịch của câu hỏi này là lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được tổ chức vào thời gian nào? A là ngày 15 tháng 4 âm lịch, B là ngày 15 tháng 7 âm lịch, C là ngày 19 tháng 4, tháng 3 âm lịch và D là ngày 19 tháng 2 âm lịch. Và đáp án đúng là đáp án D. Cả ba đội đều chưa ghi được điểm. Và hiện tại tổng kết ở phần 2, Trung học phổ thông Hopman Reminer, chúng ta ghi được 9 điểm. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, các bạn có số điểm thấp nhất ở phần thi này là 6 điểm. Và chúc mừng Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng, các bạn đang dẫn đầu với 12 điểm. Và chúng ta vừa trải qua hai phần thi rất là hồi hộp và gay cấn. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 3. Phần 3, thi hùng biện, tối đa 30 điểm. Thời gian thi từ 5 đến 10 phút. Số lượng tham gia, 1 học sinh, học viên. Nội dung, hùng biện một chủ đề liên quan đến danh nhân hoặc địa danh trường mang tên. Địa bàn đóng chân đối với các đơn vị không mang tên danh nhân hoặc địa danh. Lưu ý, khuyến khích các đơn vị chuẩn bị slide, clip để hỗ trợ phần hùng biện của thí sinh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với phần thi hùng biện đầu tiên đến từ trường Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng. Xin được mời các bạn. Lời nói đầu tiên, cho em xin được gửi lời chào đến quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng các bà học sinh đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay ạ. Kính thưa quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cũng như tất cả các bà học sinh đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Trong phần thi này, em sẽ hùng biện về người bác sĩ tài đức mà trường em mang tên, đó chính là bác sĩ Tôn Thất Tùng. Cố giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng sinh năm 1912 và mất năm 1982 là một trong những ngôi sao sáng của nền y học Việt Nam. Ông xuất thân vốn là con của một gia đình quý tộc. Bác sĩ Tôn Thất Tùng cũng chính là cha đẻ của phương pháp mổ gan khô, hay còn được gọi với một cái tên thân thuộc khác, đó là phương pháp Tôn Thất Tùng. Đến hiện nay, đã có rất nhiều người được cứu sống nhờ phương pháp của bác sĩ Tôn Thất Tùng, và phương pháp này cũng đã được lưu truyền trên cả nước cũng như quốc tế. Đến hiện nay, Google Doodle đã vinh danh 4 người Việt Nam, đó chính là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, họa sĩ Bùi Xuân Phái, nữ thi sĩ Xuân Quỳnh và cuối cùng là bác sĩ Tôn Thất Tùng, nhân dịp tròn 110 năm ngày sinh của ông, như một sự ghi nhận về những công lao to lớn mà bác sĩ đã đóng góp cho y học của nhân loại. Thế nhưng, trước khi đến với
Trước khi có được sự công nhận và vinh danh này, thì công trình của bác sĩ Tôn Thất Tùng đã vướng phải nhiều phản bác, nhiều chỉ trích. Và từ đó, hành trình hơn 40 năm để đi chứng minh về phương pháp của mình sẽ là chủ đề được bàn đến trong ngày hôm nay. Trước hết, trong vòng 4 năm, từ năm 1935 đến năm 1939, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã phải phẫu tích hơn 200 lá gan của tử thi để từ đó viết ra luận án cách phân chia mạch máu của gan. Đây là một trong những cơ sở lý thuyết quan trọng cho công trình của bác sau này, và chính luận án cách phân chia mạch máu của gan cũng đã đạt được huy chương bạc tại Đại học Tổng hợp Paris. Trong cùng năm đó, năm 1939, một ca mổ đầu tiên về gan theo phương pháp của bác sĩ Tôn Thất Tùng được tiến hành và ca mổ ấy đã thành công. Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã ngay lập tức viết một bản báo cáo gửi sang Paris. Thế nhưng, điều đáng tiếc xảy ra đó là bản báo cáo này đã bị giới y học tại Pháp phản bác bởi vì phương pháp này quá mới. Thế nhưng, bác sĩ Tôn Thất Tùng đã không hề từ bỏ, vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn tiếp tục đi chứng minh về phương pháp của mình. Và đó để thể hiện được một sự kiên trì, một sự cố gắng trong bác sĩ Tôn Thất Tùng. Thế nhưng, em cho rằng, không chỉ là sự đam mê, sự cố gắng, sự kiên trì, mà em nghĩ rằng đó còn đến từ chính trong phong cách làm việc của bác sĩ Tôn Thất Tùng. Đó chính là không theo những điều, chỉ luôn luôn cố gắng để hướng đến thực tế, bám sát với thực tiễn, không theo những thứ giáo điều, bảo thủ. Chính bác cũng đã từng nói rằng, nếu như chúng ta không bám sát thực tế, thì lúc trưởng thành làm sao không rơi vào con đường bảo thủ và giáo điều, cho rằng những điều mình đã biết và mọi chuyện đã được giải quyết cả rồi. Chính vì vậy, em nghĩ rằng, luôn luôn hướng đến cách làm việc thông minh, và đó cũng chính là nguyên nhân cốt lõi và quan trọng nhất, liên hệ rộng hơn. Đó là trong vấn đề nghiên cứu và vấn đề sáng tạo, em nghĩ rằng sẽ có những ý kiến, những đóng góp trái chiều. Tuy nhiên chúng ta cần phải suy xét thật kỹ, giống như bác sĩ Tôn Thất Tùng. Bởi vì nếu chỉ cần một ý kiến tiêu cực, thì có thể đó sẽ là mầm móng phá hủy đi sự sáng tạo. Mọi thứ muốn áp dụng vào xã hội thì cần có sự đồng thuận của xã hội. Thế nhưng nếu như xã hội chưa công nhận, thì chúng ta hãy cứ tiếp tục, hãy bước đi, hãy tự tin và hãy cố gắng để chứng minh, rồi một ngày nào đó xã hội sẽ công nhận chúng ta. Quay trở lại với những bạn trẻ Gen Z ngày nay, có cả em trong đó, thì em nghĩ rằng Gen Z là một thế hệ tư duy, sáng tạo, bứt phá. Thế nhưng một bộ phận các thế hệ đi trước thì cũng có ý kiến cho rằng Gen Z đang là một thế hệ quá nổi loạn. Ý kiến là của cá nhân và em nghĩ rằng không ai có quyền thay đổi ý kiến đó. Tuy nhiên, chúng ta, những bạn trẻ có thể thay đổi cách nhìn của người lớn bằng việc chứng minh. Thông qua câu chuyện của bác sĩ Tôn Thất Tùng, chúng em muốn nói rằng, hỡi những bạn trẻ Gen Z, nếu như những thế hệ trước vẫn chưa công nhận chúng ta là những thế hệ luôn luôn cố gắng, thì cứ bước tiếp, hãy tự tin, hãy là chính mình, hãy luôn phát triển vì bản thân. Và đừng nản lòng, bởi vì hãy nhớ rằng bác sĩ Tôn Thất Tùng cũng đã tốn đến 40 năm để chứng minh bản thân, thì không việc gì có thể làm khó các bạn. Hãy nhớ rằng ý kiến là của xã hội, thế nhưng việc chứng minh nó đúng hay sai thì bạn sẽ là người quyết định điều ấy. Và lời nói cuối cùng, em xin được cảm ơn quý ban giám khảo, quý thầy cô giáo cũng như tất cả các bạn học sinh đã lắng nghe. Và chúng ta cùng đến với phần thi của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, em tên là Huỳnh Phương Khoa, là thành viên của đội Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1. Sau đây, em xin phép được trình bày phần thi của mình. Thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, được mệnh danh là viên ngọc xanh của thành phố Đà Nẵng, quận Sơn Trà là một điểm hấp dẫn, nổi bật, không thể bỏ qua đối với các du khách phương xa khi đến với Đà Nẵng. Đâu đó, người ta vẫn thường hay nói rằng, chưa đến với Sơn Trà, nghĩa là chưa đến với Đà Nẵng. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, quận Sơn Trà đã có những bước tiến nhảy vọt và đã hót cho mình một diện mạo hoàn toàn mới, trở thành quận đô thị loại 1. Quận Sơn Trà là một trong những 8 quận huyện của thành phố Đà Nẵng, nằm ở phía đông thành phố, trải dài hạ lưu hữu ngạn sông Hàn. Được thành lập vào ngày 23 tháng 1 năm 1997 theo nghị định số 7/1997 của Chính phủ. Theo đó, quận Sơn Trà được thành lập dựa trên cơ sở toàn bộ diện tích và lãnh thổ, dân số 7 phường: An Hải Tây, An Hải Bắc, An Hải Đông, Nại Hiên Đông, Phước Mỹ, Mân Thái, Thọ Quan thuộc khu vực 3 thành phố Đà Nẵng cũ. Nhưng ý ai biết rằng bộ mặt đô thị mới quận Sơn Trà hiện nay đã được phải trải qua bao nhiêu lần lột xác, qua bao nhiêu lần chỉnh trang đô thị. Đây cũng là địa phương chịu sự tác động mạnh mẽ nhất trong quá trình đô thị hóa của thành phố Đà Nẵng. Là địa phương nghèo, trình độ dân cư thấp, người dân địa phương chủ yếu sống bằng nghề biển. Vào thời điểm năm 1997, Đà Nẵng đã có khoảng 650 chiếc nhà chùa tập trung chủ yếu tại các phường An Hải Tây, An Hải Bắc và Nại Hiên Đông thuộc quận Sơn Trà. Có khoảng hàng chục nghìn hộ lao động nghèo sống tạm bỡ trên những căn sông nhà
dọc dòng sông Hàn và vịnh Măng Quang. Những người dân ở đây sống trong những căn nhà được làm bằng các vật liệu tạm bợ trên mặt sông, thường thì chỉ nối với bờ thông qua chiếc cầu ván. Kết cấu đơn giản, không gian nhỏ hẹp. Một căn nhà chùa có thể có một hoặc nhiều thế hệ cùng sinh sống với nhau trong không gian nhỏ hẹp này. Cuộc sống của người dân vô cùng bấp bênh, trẻ em thì không có điều kiện đến trường học hoặc không được tiếp xúc bên ngoài. Vì đó, có nhiều câu về quận 3 để phận những người sống ở căn nhà chùa ấy nghe thật ngạc nhiên. Có người dân kể lại, sống khiếp, nhà chùa vui ít, buồn nhiều. Mùa mưa thì rét cắm tháo thịt da, mùa nắng thì cả làng chìm trong không khí đặc quánh, nồng sặc của mùi sông nước đầy ô nhiễm. Bởi mới thấy tội cho những cô cậu thanh niên mới lớn, con trai da đen đã đành, đằng này con gái đứa nào da cũng sạm sạm hấp phải nước lợ, tóc bị cháy xoắn vì nắng. Đau lòng hơn thì thấy đợi ở chừng vài ba bữa là cái có đứa trẻ bị chết đuối. Bởi làm sao ngăn được trẻ được, cha mẹ thì đầu tắt mặt phó con cái cho căn nhà bốn lề là gió, dưới mê mông là nước. Cuộc sống của dân vạn trài nơi đây là mối lo của những lãnh đạo. Đứng trước những khó khăn đó, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của thành ủy Đà Nẵng, các cấp chính quyền địa phương quận Sơn Trà đã từng bước tháo gỡ khó khăn và ổn định đời sống người dân. Quận Sơn Trà ngày nào là nhà không số, phố không tên, nay đã trở thành đô thị văn minh, sạch đẹp. Trải qua bao nhiêu năm xây dựng và phát triển, quận Sơn Trà đã có những bước tiến mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của thành phố. Điểm nổi bật của Sơn Trà là quá trình chỉnh trang đô thị đã đem lại sự đổi mới kỳ diệu rõ nét. Trong quận có khoảng 20.000 hộ dân chấp thuận di dời và giải tỏa, góp phần làm tăng sức diện mạo, khang trang, hiện đại, văn minh của quận Sơn Trà như hiện nay. Có các địa danh nổi tiếng như là cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu sông Hàn, cảng Tiên Sa, bãi biển Mỹ Khê, cầu Tình Yêu, chùa Linh Ứng. Đây là những niềm tự hào của không chỉ của riêng quận Sơn Trà mà là của cả thành phố. Nếp sống, suy nghĩ, tư duy của người dân Sơn Trà nay đã khác hẳn. Từ những giá trị kinh tế mang lại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Sơn Trà không ngừng tăng lên. Từ nơi toàn cát với phi lao, nơi nhà chùa là ký ức xưa, quận Sơn Trà đã có những bước tiến mạnh mẽ và ngày càng phát triển hơn. Mong rằng trong suốt hành trình phát triển của mình, quận Sơn Trà luôn giữ vững phong độ, phát huy sức mạnh tiềm lực và phát triển giá trị truyền thống, trở thành ngọn cờ tiên phong của thành phố. Tuy rằng không được sinh ra và lớn lên tại Sơn Trà, em đã được học trong trung tâm giáo dục thường xuyên số 1. Quận Sơn Trà như đã trở thành một chuyện cổ tích. Tự hào lắm, Sơn Trà ơi, tự hào lắm, trung tâm giáo dục thường xuyên số 1 ơi. Bài phát biểu của em sau đây kết thúc. Xin cảm ơn toàn thể hội thi lắng nghe. Mong chúc rằng toàn thể hội thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Và tiếp theo xin mời phần dự thi đến từ trường trung học phổ thông Headband Jammider. Lần đầu tiên xin kính chào quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo cũng như tất cả các bạn học sinh đã có mặt trong hội thi ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Vũ Diệu Linh, học sinh lớp 12-1 trường phổ thông Headband Jammider nằm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. Và ngay trên vùng đất linh thiêng Ngũ Hành Sơn thì có một nơi luôn vang vọng biết bao chiến công hào hùng của quân và dân Quảng Nam Đà Nẵng. Không đâu khác, đó chính là khu di tích lịch sử K20. Và ngày hôm nay đứng ở đây đại diện cho thế hệ Gen Z của trường phổ thông Headband Jammider, em luôn mong muốn rằng tất cả chúng ta sẽ mãi khắc ghi những câu chuyện lịch sử, sẽ mãi ghi ơn đến ông cha ta vì đã hy sinh bảo vệ cho Tổ quốc. Và vậy nên ngay bây giờ xin mời mọi người cùng theo chân em để quay trở về một phần nhỏ lịch sử hào hùng của khu di tích lịch sử K20. Thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở về lịch sử những năm 1965. Thì lúc này Mỹ đã bắt đầu đánh chiếm thành phố Đà Nẵng chúng ta và tình hình vô cùng phức tạp. Chúng đã thực hiện chiến lược chiến tranh cục bộ nên đã cho xây rất nhiều khu căn cứ cách mạng lớn. Và Đà Nẵng lúc này đã trở thành khu căn cứ quân sự liên hiệp hải, lục, không quân một cách chắc chắn, lâu dài nhằm án ngữ phía Bắc, bảo vệ thủ phủ chế độ Bùi Nhìn Tay Sai ở miền Nam. Đây là những hình ảnh các bạn có thể quan sát ở đây. Chúng đánh chiếm gần như tất cả mọi nơi ở thành phố ta. Nó dùng cả không quân ở trên trời, dưới biển hay thậm chí là trên phần lục địa. Nó cũng đánh chiếm gần như tất cả. Vậy nên nó đã xây thêm cầu qua sông Hàn, xây thẳng sân bay ở nước Mặn, củng cố và mở rộng sân bay ở Đà Nẵng, đưa 17 đơn vị Mỹ ngụy đến Đà Nẵng.
Đà Nẵng lúc này đã trở thành vị trí vô cùng quan trọng, là nơi tập trung cơ sở vật chất cho cuộc chiến tại miền Trung. Sau Hiệp định Geneva, Mỹ và chính quyền tay sai của Ngô Đình Diệm đã xây rất nhiều đồn bốt xung quanh căn cứ Đa Mặn nhằm tạo thành một vành đai quân sự khép kín và một chế độ để kìm kẹp nhân dân ta, đồng thời ngăn cản lực lượng từ bên ngoài vào. Chính vì vậy, Đa Mặn lúc này được xem là một nơi vùng đệm để bộ đội ta có thể dùng nó làm bàn đạp tấn công vào các căn cứ, cứ điểm của Mỹ Ngụy. Vị trí của K-20 ngày nay thì nằm trên địa bàn Đa Mặn 5, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 10 cây số về phía đông nam, chỉ rộng với khoảng 3 km vuông với hơn 3.000 dân. Nhưng điểm đặc biệt ở đây, vị trí của K-20, phía đông bắc là giáp biển, phía tây là dòng sông Hàn, phía nam là sông Rụng Trũng và sông Vĩnh Điện. Đây là nơi tiếp giáp giữa huyện Hòa Vang với thành phố Đà Nẵng. Có thể nói rằng K-20 chính là cửa ngõ chốt chặn để bảo vệ thành phố từ hướng đông nam. Bây giờ, thành ủy, quận 3 đã cho xây dựng Bà Đa, Mỹ Thị, Đa Mặn. Và đặc biệt trong đó, Đa Mặn chính là khu vực trọng yếu để có thể hình thành một khu căn cứ lõm cách mạng, lấy mật danh là K-20. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà bộ đội ta có thể chiến đấu một cách giữ bí mật ngay trong vòng vây của địch? Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi có thể làm thay đổi kết quả của cuộc chiến, giành lại độc lập của Đà Nẵng nói chung và của toàn quốc nói riêng. Dựa vào dân, đây được xem là yếu tố sống còn của cuộc cách mạng và cũng để trả lời cho câu hỏi cấp bách trên. Và bây giờ một trận địa dưới lòng đất đã được hình thành. Ta thấy rằng vào năm 1968, quận ủy quận 3 do đồng chí Nguyễn Đặng Hồng Vân đã hướng dẫn người dân mô hình đào hầm bí mật ngay tại nhà để nuôi giấu cán bộ cách mạng. Mỗi hầm như vậy, các bạn nhìn hình ở đây, hình rất một cái hầm rất nhỏ thôi, nhưng có thể nuôi được từ 4 đến 5 cán bộ cách mạng. Và mặc dù địch đã nhiều lần truy quét nhưng nhằm để tiêu diệt lực lượng nòng cốt của ta, nhưng chúng không tài nào phát hiện ra được. Bởi vì những chiếc hầm được đào ở những nơi chúng ta không thể nào mà ngờ tới được. Ở dưới giường ngủ này, ở ngoài hiên, ngoài sân hay thậm chí là ở dưới bàn thờ nữa. Tạo thành một thành lũy vô cùng vững chắc. Và ta thấy được cái sự thông minh của người dân qua những chiếc hầm được làm rất công phu. Lối đi vào miệng hầm thì rất hẹp, nhưng diện tích bên trong lại đủ để cho cách mạng của ta có thể sinh sống, sinh hoạt hàng ngày được. Và ngoài những cái miệng hầm chính ra thì còn có những cái miệng hầm giả để nhằm khi mà có tay sai chỉ điểm thì người dân của ta sẽ đập vỡ những cái miệng hầm giả đây đi, bịt kín lại đường của cái miệng hầm chính nhằm vừa đánh lừa địch và vừa để báo hiệu cho bộ đội ta trốn thoát ra ngoài. Ta thấy được là có những cái hộ gia đình mà gần nhau, hộ gia đình cận nhau thì họ còn xây đào những cái hầm mà có những cái nhánh kết nối. Ngoài việc là nó nuôi giữ được thêm nhiều cán bộ hơn và đồng thời tạo ra thế liên hoàn thuận lợi cho việc di chuyển cũng như là tránh khỏi sự truy quét của địch. Và đã có lúc một cái làng nhỏ thôi với 3 km thôi, nhưng là có lúc cái hệ thống hầm này dày đặc đến mức lên 157 hầm. Và ngày nay vẫn còn lại một số những cái hầm còn sót lại sau lịch sử, sau cuộc chiến tranh. Đó là như những hầm ở nhà thờ nhà bà Nhiêu, nhà thờ nhà ông Huỳnh Trưng, nhà thờ nhà tộc họ Huỳnh hay là nhà thờ ông Huỳnh Phiên. Thì 4 địa điểm này đã được ghi danh là di tích lịch sử trong khu di tích lịch sử quốc gia K-20. Ta thấy rằng nhờ những chiếc hầm, hệ thống hầm bí mật này cộng với sự tự giác cách mạng của mỗi dân ta đoàn kết đấu tranh để giành quyền độc lập, quân và dân K-20 đã tạo ra rất nhiều chiến công vô cùng hiển hách, tiêu biểu như trận đánh ở sân bay Nước Mặn vào ngày 28 tháng 10 năm 1965 do thành đội Đà Nẵng thực hiện. Hay là quân và dân K-20 đã tổ chức buổi lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1969, và bây giờ thì bà Nguyễn Thị Được là bí thư chi bộ K-20 đã đọc điếu văn đưa tiễn người. Các bạn thấy rằng dù quân thù xung quanh, nhưng mà dân ta vẫn được phát băng tang, vẫn được dâng hương, buổi lễ vẫn được diễn ra một cách trịnh trọng, trang nghiêm, an toàn như thể đang diễn ra ở vùng giải phóng vậy. Hay là ngày 29 tháng 3 năm 1975, nhân dân ta phối hợp với lại lực lượng vũ trang Quảng Đà đã nổi dậy tấn công trên các căn cứ của Mỹ Ngụy ở địa bàn. 9 giờ sáng ngày 29 tháng 3 năm 1975, cờ mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam được cắm ở sân bay Nước Mặn, báo hiệu cho một chiến thắng hoàn toàn của quân dân ta. Và may mắn thay là trường của chúng em rất gần với lại khu di tích lịch sử K-20, là một người đã có cơ hội rất nhiều lần được ghé thăm,
Mỗi lần đến là một lần khác nhau, nhưng mà em vẫn luôn có một cảm xúc chung, đó là sự tự hào về dân tộc ta. Em rất ngưỡng mộ trước sự thông minh của đồng bào mình và ngưỡng mộ trước chiến công của hào hùng của dân tộc mình. Ta thấy rằng, và ngoài bên cạnh đó thì em nghĩ là mỗi lần khi mà chúng ta đến một nơi có những câu chuyện lịch sử, ta đều có lòng bức xúc trước cái sự kìm hãm nhân dân của thù giặc, trước cái sự đàn áp dân mình, ta yêu đồng bào ta biết bao nhiêu. Và em hy vọng rằng khi mà mọi người có dịp đến với lại Ngũ Hành Sơn, mọi người sẽ ghé thăm khu di tích lịch sử K20 để một lần được nghe ông Huỳnh Trưng, những nhân chứng sống kể những câu chuyện lịch sử, hát những bài hát lịch sử. Mọi người sẽ cảm nhận được cái sự yêu thương đồng bào mình đến nhường nào. Và cuối cùng là một Gen Z, em mong rằng chúng ta sẽ mãi lưu truyền và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc ta để trở thành những Gen Z sứ quảng vô cùng văn minh hiện đại với truyền thống yêu nước dân tộc hào hùng. Em xin chân thành cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi thứ 4, phần thi cuối cùng để tìm ra ai sẽ là chủ nhân bước tiếp vào vòng bán kết của Gen Z sứ quảng 2023. Phần 4, trả lời câu hỏi bằng đáp án, tối đa 30 điểm. Phần thi này bao gồm 6 câu hỏi dành cho cả 3 đội. Các đội sau khi nghe câu hỏi thì bấm chuông giành quyền trả lời, trong đó có 1 câu bằng tiếng Anh. Mỗi câu trả lời đúng được tính 5 điểm. Các đội thi có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Ở mỗi câu hỏi, nếu đội ưu tiên 1 bấm chuông trả lời sai, thì giành quyền ưu tiên cho đội thứ 2 bấm chuông. Nếu tiếp tục sai thì ưu tiên trả lời dành cho khán giả. Nếu trả lời sai lần 1, bị trừ 1 điểm trên 1 câu. Trả lời sai lần thứ 2, bị trừ 2 điểm trên 1 câu. Trả lời sai lần thứ 3 trở lên thì bị trừ 3 điểm trên 1 câu. Số lượng tham gia, 3 học sinh, học viên. Nội dung, kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hóa, truyền thống của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng xưa và thành phố Đà Nẵng nay. Và bây giờ xin được mời các đội của chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần 4. Sự kiện nào đánh địch bay vây khu phố Thanh Khê vào ngày 26 tháng 12 năm 1968 gắn liền với chiến công của bà mẹ được trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nào? Wow, chúng tôi đã nhận được tín hiệu trả lời đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1. Có vẻ các bạn rất là tự tin khi trả lời câu hỏi này. Thưa cô, đáp án của em là Mẹ Nhu ạ. Mẹ Nhu. Và ở câu hỏi này chắc là ban cố vấn có một số thông tin muốn chia sẻ thêm đúng không ạ? Và xin mời ban cố vấn ạ. Xin chào các thầy cô, chào các em. Sự kiện đánh địch bao vây khu phố Thanh Khê ngày 26 tháng 12 năm 68 thì sự kiện này là một sự kiện lịch sử rất là trọng đại của thành phố. Và em biết rằng là nhân vật người mẹ được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì các em cũng có thể trả lời đó là mẹ Lê Thị Dẫn, mẹ Dũng sĩ Thanh Khê và mẹ Nhu cũng là một đáp án chính xác. Xin được chúc mừng 5 điểm đầu tiên ở câu hỏi thứ nhất phần thi số 4. Chúng tôi rất cần những sự quyết liệt và tự tin như vậy ở trong câu trả lời của các bạn. Và xin mời đến với câu hỏi số 2. Quân đội Trung Quốc dùng lực lượng chiếm đoạt toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày tháng năm nào? Xin mời Trung học phổ thông Hepman Jamaica, các bạn đã có tín hiệu trả lời, xin mời. Dạ thưa, nó là Trung Quốc đã chiếm hết quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam vào ngày 19 tháng 1 năm 1974 ạ. Đáp án của trường Trung học phổ thông Hepman Jamaica là ngày 19 tháng 1 năm 1974. Rất tiếc là các bạn không bị trừ điểm bởi vì chúng ta đã lời chính xác. Các bạn đã ghi thêm được 5 điểm ở câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu số 3. Tên loại hình diễn sướng dân gian thường được trình diễn trong lễ hội cầu ngư. Rồi, lần này Trung học phổ thông Tôn Tất Tùng. Dạ là hình thức diễn sướng dân gian hát bả trạo. Hát bả trạo. Dạ. Và xin mời ban cố vấn sẽ hỗ trợ giải đáp cụ thể hơn ở câu hỏi này. Thì các bạn biết rằng là trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mình có nhiều lễ hội dân gian, như là lễ hội rước mộc đồng là gắn với cái đền Thần Nông ở Hòa Châu, đúng không ạ? Lễ hội Quán Thế Âm mà lúc nãy thì các bạn đã trả lời không chính xác cái câu hỏi phần trắc nghiệm. Và hát bả trạo là một cái loại hình trình diễn sướng dân gian mà các nghệ nhân hát bả trạo người ta thường có cái đạo cụ là cái mái chèo, đúng không? Và vì vậy mà hát bả trạo là một cái hình thức diễn sướng dân có trong lễ hội cầu ngư. Vâng, và đó là đáp án chính xác. Hát bả
bạn chào. 5 điểm dành cho trung học phổ thông Tô Tấn Tùng. Và xin mời câu hỏi số 4. Ai là người khai sinh tư tưởng khai dân trí, chân dư trí, hậu dư trí? Tô Tấn Tùng, chúng tôi đã nhận thấy tín hiệu trả lời của các bạn. Dạ là Phan Chu Trinh ạ. Phan Chu Trinh. Lần này Tô Tấn Tùng có vẻ là quyết liệt hơn, nhanh tay hơn. Và đáp án là chính xác. Xin chúc mừng trường trung học phổ thông Tô Tấn Tùng với 5 điểm nữa. Và câu hỏi thứ 5. Lễ rước mục đồng làng Phong Lệ gắn liền với ngôi đình nào? Xin mời. Thời gian cho các bạn 10 giây suy nghĩ. Hết giờ. Vậy là cả ba đội không có đáp án cho câu hỏi này. Vừa mới lúc nãy nói khán giả không có cơ hội xong, bây giờ cơ hội của các bạn tới rồi á. Rồi, bạn nhận thấy có một bạn nữ mang áo dài, mang khẩu trang ha. Rồi, đúng rồi em. Thưa cô là Đền Thần Nông. Đền Thần Nông. Em tên là gì và đến từ đơn vị nào? Dạ, em tên là Trần Thanh Dúc, học lớp 10/3, đến từ Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1. Câu trả lời của bạn Trúc ở đơn vị Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1 đó là Đình Thần Nông. Và đó cũng chính là đáp án của câu hỏi này. Đình Thần Nông, một tràng pháo tay cho bạn Trúc. Và một phần quà đến từ Philon Technology xin được gửi tặng đến bạn. Cảm ơn bạn. Câu hỏi cuối cùng sẽ là câu hỏi tiếng Anh. Các bạn hãy lắng nghe câu hỏi bằng tiếng Anh thật kỹ ha. Question number 6. Alright, question number 6. When was Da Nang Airport originally built? Các đội đang thảo luận và chúng ta vẫn chưa tìm được đáp án. Hết giờ. Rất tiếc. Ba đội chúng ta không có câu trả lời ở câu hỏi này và đã nhận thấy một tín hiệu trả lời từ bạn Nam mặc áo trắng. My answer is the Da Nang Airport was born in 1940. Chưa phải là đáp án đúng, rất tiếc. Và ban tổ chức xin được nhờ ban cố vấn sẽ hỗ trợ giải đáp ở câu hỏi này ạ. Câu hỏi dành cho các em là sân bay Đà Nẵng được khởi công xây dựng vào năm nào? Và đáp án chính xác là 1926, năm 1926. Và xin được chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong 4 phần thi của mình. Và xin mời các bạn chúng ta cùng quay trở lại vị trí ngồi của mình. Và kính thưa quý vị, và ngay bây giờ thì trên tay MC đã có kết quả của bảng C. Và kết quả chung cuộc, chúng ta có hai đội cách nhau chỉ 0,5 điểm. 43,5 điểm thuộc về Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 1, trường trung học phổ thông Headman Chip Minor. Các bạn ghi nhận 44 điểm, xin chúc mừng. Trung học phổ thông Tôn Thất Tùng, số điểm các bạn nhận được tổng 4 phần thi là 54 điểm. Xin chúc mừng, và các bạn đã chiến thắng bảng C, bước tiếp vào bán kết Gen Z xứ Quảng. Xin mời toàn đội của trường trung học phổ thông Tôn Thất Tùng chúng ta cùng tiến lên sân khấu để nhận giải nhất bảng C. Xin mời tất cả các bạn. Một tràng pháo tay cho đội giành chiến thắng bảng C thưa quý vị. Và xin được mời ông Ngô Ngọc Hoàng Vương sẽ lên trao giải nhất cho trường trung học phổ thông Tôn Thất Tùng. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho đội thi. Các bạn vô cùng duyên dáng. Và những đội còn lại, các bạn đã thể hiện bản thân mình rất tốt ở vòng thi này rồi. Một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúc mừng cho tất cả chúng ta. Và xin mời các đội và các thầy cô chúng ta cùng tiến lên sân khấu để chụp hình kỷ niệm với chương trình ngày hôm nay.